Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Thì máy em cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều, quá chị em theo dõi kênh máy của em ha. Thì hôm nay bộ bơm nước này là cũng một bộ đầu tiên mà em gáp của anh chị em. Thì cũng được ông anh ở Sóc Trăng, mà nó Sóc Trăng ủng hộ một cái động cơ Yanmar 4T98. Nhưng mà 4T98 mà chạy cho cái dân thể 10 quá nha. Thì cái đầu bơm dân thể này lúc trước giờ mình cũng chưa đụng chạm nha, mình cũng chưa có từng gáp và chưa được sử dụng. Thì bơm này thì của ông anh mua chỗ khác, mình chỉ thi công sắc xi kết nước đồ này kia. Con máy này quá cọp á nha mày, xuất sắc. Bộ lửa này mình có làm cái co nhúng nè, mình muốn bẻ thẳng ra hoặc là bẻ lên cũng được, nó rất là tiện ha. Còn kết nước này thì kết nước rất là to luôn. Cái nước này nó cái hình của nó hình chữ nhật, nó cân xứng với cái sắc xi mình ha. Thì cái bộ sắc xi này cũng mình lấy từ bộ sắc xi của phát điện quá anh em, mình làm qua đấy. Thì con này mình chạy dòng tua nó tầm cỡ khoảng 1.400 quá em, 1.400 tua đấy. Thì bên đây tỷ số mình truyền là 3 tấc 3 tấc, 1 tấc 4, 1 tấc 4. Cái poly tấc 4 là của nhà máy dân thể người ta lắp ghép sẵn rồi. Ở đây thì mình làm thêm cái poly 3 tấc. Bên đây thì mình có làm hai cái ổ đạn, thì đây mình có làm hai cái ổ đạn để cho nó chịu lực, nó không có kéo vô cốt máy của anh chị em, nó có độ bền ha. Thì này thì lâu lâu của anh chị em bơm mở vô đạn ha, cho nó vào đạn thì phải cần có bơm mở bò của anh chị em, cho nên của anh chị em xài thời gian lâu lâu thì bơm mở vô cho nó cho được độ trơn tru đấy. Thì ở đây mình có làm đây thì do này cái khoảng cách nó gần quá nha, cho nên mình không cũng không phải cần phải làm tăng đưa, tại gần thì dây gôn không có vũ, còn nếu xa thì phải làm tăng đưa quá nha ha. Còn này gần thôi cho nên tăng đưa nó không có, không cần tăng đưa, nó không có vũ dây. Ở đây thì mình xài dây số 53 quá nha, dây này dây Mitsu cũng tốt ha. Thì đây là cái bộ đầu tiên mình lắp ráp, cho nên nếu mà cô bác chị em mà chuyên nghiệp về cái bơm dân thể á, thì cô bác chuyên nghiệp về gắp bơm á, thì có cái gì mà thấy hơi không hoàn thiện thì comment góp ý giúp cho mình rất là cảm ơn quá chị em ha. Thì cái bộ ấm này mình cũng quấn một lớp cho chống nóng quá nha. Đấy. Thì cũng có cái bình nước phụ. Thì máy này, bộ này thì em lãnh cho ông anh mình là có cả bình điện luôn. Cái cam ở trước này có miếng lứ để mình mở ra vệ sinh kích nước. Đấy. Đây thì mình thay lượt dầu lượt nhớt xong ok rồi. Thì con này thì chạy cái bơm này thì nói chung là rất là nhẹ nhàng rồi cô bác em ơi. Mình tư vấn cho ông anh mình là chọn cái con máy lớn này, mặc dù nó hơi nặng chút xíu, giá tiền nó hơi cao chút, nhưng mà mình chạy được cái mức ga nhỏ, cái mức tiêu hao nguyên liệu thì máy này thì nếu mà chạy cái tầm mức tua dòng tua 1.300, 1.400 quá nha em, thì nó cỡ 1.5 lít trở lại quá nha, 1.5 lít dầu chờ đấy. Thì có anh chị em nào mà có anh chị em có nhu cầu lắp ráp những cái bộ phát điện cũng như là bơm nước hay là cần kéo cái gì đó,
thì alo ủng hộ giùm em nha. Bây giờ em sẽ đề máy cho các bạn chị em tham khảo nha. Đó. Rồi, nhấn vào điện vô đề coi. Này thì em có làm dấu bên đây là cộng nè, cộng trừ ha. Đề máy. Em có thể bơm, có thể là tưới được rồi đó. Rồi mở dây điện mình lên xe luôn. Mở điện đi con. Khánh ơi, lên xe luôn con ơi. Lên xe luôn. Giờ thì mình lên xe cho ông, giao cho ông anh mình luôn. Xe đi con. Đi Google đâu rồi? Google nãy đâu rồi? Khánh kể giống Khánh. Xe đây anh. Ngã đầu lên con, ngã đầu lên con. Cái dầu mình châm rất là nhiều. Quay bơm ga đi con. Giơ hai chút lọc, giơ hai chút kìa. Quay đầu vô trước đi con. Rồi, vô luôn. Lên con. Lên chút kìa. À, vô. Cái gì con? Tới xíu nữa. Rồi thôi xuống đi. Chút xíu nữa xíu đi. Rồi rồi xuống đi em. Rồi. Để bây giờ gọi luôn đi. Hồi cho xuống luôn. Lấy ra đi. Rồi vậy kìa. Đây thì có hai cái ống. Hai ống của nó đây. Lấy bình điện bỏ lên luôn con. Lấy cái bình điện mới nãy luôn đó. Rồi cảm ơn cô bác anh chị em bà con rất nhiều nha, đã xem video này và cũng như ủng hộ em thời gian qua. Em rất cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị em video tiếp theo nha.